phẩm cấu uế. Một, người đồ tể và đứa con trai. Người này giống lá héo. Câu chuyện này xảy ra khi Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một đồ tể mổ bò. Tại Xá Vệ có một người đồ tể mổ bò. Ông ta giết hại biết bao nhiêu con bò, thường chọn phần thịt ngon nhất cho mình, sai vợ nấu nướng rồi ngồi vào bàn ăn cùng vợ con nhậu thịt bò. Phần còn lại ông bán lấy tiền. Suốt 55 năm ông giữ nghiệp này. Trong thời gian ấy, mặc dù Đức Thế Tôn ở tại tịnh xá bên cạnh nhà, không bao giờ ông cúng cho Thế Tôn một muỗng cháo hay muỗng cơm. Trừ thịt bò ra, ông ta không ăn cơm. Ngày nọ, trời về chiều, sau khi bán vài miếng thịt, ông đưa cho vợ miếng thịt để nấu bữa tối và đi ra ao tắm. Một người bạn đến nhà ông hỏi bà vợ: "Hãy để cho tôi ít thịt, nhà tôi có khách." "Thịt bán hết rồi, ông ấy vừa đi tắm." "Nếu còn miếng thịt nào á, chị vui lòng để cho tôi đi." "Chẳng còn miếng thịt nào, trừ miếng thịt ông ấy dặn tôi làm đồ ăn cho ổng." Người bạn nghĩ: "Nếu đã hết thịt bán, chỉ còn lại thịt dành riêng cho bữa ăn, và ông ấy sẽ không ăn nếu không có thịt. Chắc gì ông ấy đã chịu để miếng thịt đó cho mình." Và người này tự động xách miếng thịt ra đi. Tắm xong, người đồ tể trở về. Khi bà vợ dọn ăn, chỉ có rau cải, ông hỏi: "Còn thịt đâu?" "Không có ông à." "Tôi không chịu cho bà một miếng thịt trước khi tôi đi hay sao?" "Một người bạn tới nhà này mua thịt vì nhà có khách. Tôi trả lời hết thịt bán, mà ông cứ xách miếng thịt của ông đi về. Dù tôi có nói miếng thịt đó cốt để làm thức ăn cho ông, nếu thiếu nó ông không ăn cơm được." "Trừ khi có thịt tôi mới ăn, tôi không ăn nữa, bà dẹp đi." "Trời ơi, làm sao bây giờ? Thôi ông chịu khó ăn cơm không thịt một bữa đi." "Tôi đã nói là không mà." Bắt vợ dẹp mâm cơm, ông ta xách dao ra đi. Có một con bò bị cột gần nhà. Ông bước tới chỗ con bò, thò tay vào miệng nó, lôi lưỡi nó ra, xẻo luôn chiếc lưỡi rồi xách trở vô nhà. Ông nướng chiếc lưỡi bò trên lò than, xong đặt nó trên cơm rồi mới chịu ăn uống. Ông ăn một miếng cơm và một miếng thịt. Vừa để miếng thịt vào miệng, lưỡi ông đứt làm đôi và rớt xuống đĩa cơm. Đúng lúc đó, ông nhận hình phạt mà ông gây ra. Máu tuôn thành dòng từ miệng. Ông bò quanh sân nhà, rống lên như bò sắp chết. Con trai ông đứng gần đấy, nhìn cha mình dãy chết. Mẹ nó bảo: "Nè con, hãy nhìn coi, hình phạt tương tự sẽ đến với con. Con đừng lo cho mẹ, hãy tìm đường an ổn mà đi." Đứa con sợ hãi trước cảnh tượng ấy, từ giã mẹ chạy đi. Nó đi về thành Takasila. Người đồ tể sau khi rống lên một lúc, bò quanh sân và chết, rồi đọa vào địa ngục A Tỳ. Cả con bò cũng chết. Đến Takasila, đứa con học nghề thợ bạc. Ngày nọ, chủ của nó đi về làng dặn dò: "Hãy làm món nữ trang như thế này, thế này." Chú nhỏ làm theo lời dặn, và khi người chủ về, nhìn món trang sức được làm khéo léo theo ý mình, ông nghĩ: "Chú nhỏ này sẽ thành nghề và kiếm ăn dễ dàng." Khi chú trưởng thành, được chủ gả con gái cho, rồi sanh con trai, con gái. Các con trai của ông lần lượt trưởng thành, làm nghề khác, dời nhà qua thành Xá Vệ và trở thành Phật tử thuần thành của Đức Thế Tôn. Còn ông cha của chúng, con người đồ tể ngày xưa, ở lại Takasila để thời gian trôi qua mà không làm được chút công đức nhỏ, rồi già nua kéo đến. Các con ông mời ông cụ trở về nhà mình nuôi nấng. Chúng bảo nhau: "Chúng ta hãy cúng dường nhân danh cha của chúng ta, đúng vậy." Họ mời Đức Phật và Chư Tăng về nhà thọ trai. Họ sắp đặt bàn ghế tại nhà, dâng thức ăn lên Đức Phật và Chư Tăng, hầu hạ kính cẩn. Cuối bữa ăn, họ bạch Phật: "Dạ bạch Thế Tôn, thức ăn dâng cúng hôm nay là tạo phước cho cha già hiện đang sống của chúng con. Xin Thế Tôn ban phước cho ông cụ." Đức Phật khuyên ông: "Này ông lão, ông đã già nua, thân thể ông như la heo ua. Ông không tạo việc lành để làm
tư lương cho đời sau. Hãy tạo cho mình một chỗ an trụ, hãy làm người khôn ngoan, đừng làm kẻ si mê. Phật nói kệ: Người này giống la heo, diêm sứ đang chờ người. Người đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sang suốt, trừ câu ơi thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Nghe xong, ông cụ chứng sơ quả, chúng hội cũng được hưởng lợi ích. Ngày hôm sau, các con ông cũng thỉnh Phật và chúng tăng thọ trai. Cuối bữa ăn, họ cũng xin hồi hướng phước báo cho cha già. Đức Phật chúc phước cho ông cụ, nói thêm hai bài kệ: Đời người nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương. Giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Hải tử làm hòn đảo, tinh cần gấp sang suốt, trừ câu ơi thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Dần già từng chút, bậc trí theo tuần tự. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một người Bà La Môn. Một buổi sáng sớm, người Bà La Môn ra khỏi thành, dừng lại chỗ các Sa Môn thường vấn y. Ông đứng quan sát. Chỗ ấy cỏ mọc cao rậm rạp. Khi một Sa Môn khoác y vào, chéo y quét qua cỏ, dính sương đẫm ướt. Ông tự nhủ: Đám cỏ này phải được dọn sạch. Hôm sau, ông đem cuốc ra dãy cỏ, dọn sạch chỗ đó, nó trở nên bằng phẳng quang đãng. Hôm sau nữa, ông lại đến quan sát. Khi các thầy tỳ kheo khoác y vào, chéo y quét trên đất và dính bụi, ông nghĩ thầm: Ta sẽ rải cát ở đây. Ông lại đem cát đến đổ cho sạch nơi đó. Vào một ngày, sáng sớm trời đã nóng bức. Dịp ấy ông thấy các tỳ kheo mặc y, mồ hôi đổ giọt. Người Bà La Môn nghĩ: Ta sẽ cất một cái trại nơi đây. Lập tức ông che lên một cái lều cho các tỳ kheo. Lại ngày khác, sáng sớm trời đổ mưa. Dịp này ông lại thấy các tỳ kheo bị tạt ướt. Ông nghĩ thầm: Mình phải cất nhà mới được. Nghĩ là làm, và khi ngôi nhà hoàn thành, ông tổ chức lễ khánh thành. Ông mời Phật và chúng tăng đến đó, mời ngồi bên trong và bên ngoài, rồi dâng thức ăn. Sau bữa ăn, ông cầm lấy bát của Đức Phật, xin Ngài hồi hướng công đức. Ông nói: Bạch Thế Tôn, khi con đứng nơi này, đầu tiên nhìn các tỳ kheo đắp y, con thấy như thế và đã làm như thế, như thế. Và bắt đầu từ khởi điểm, ông kể cho Phật nghe toàn bộ câu chuyện. Phật nghe xong nói: Này Bà La Môn, người trí làm việc lành cũng vậy. Hết lúc này đến lúc khác, từng việc một, dứt bỏ những nghiệp sâu. Ngài nói kệ: Bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thở vàng lọc bụi, trừ câu uế nơi mình. Còn rận tiếc của. Như sét từ sắc sinh.
Câu chuyện này xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến thầy tỳ kheo Tiết Xa. Ở Xá Vệ có một chàng trẻ tuổi, con nhà quyền quý xuất gia, làm đầy đủ bổn phận là thượng tọa Tiết Xa. Lúc thầy còn ở tỉnh xá trong thành, được cúng dường một tấm vải thô dài 8 thước. Sau ngày mãn hạ, thầy về nhà đưa vải cho chị xem. Chị thầy nghĩ thầm: tấm vải này không xứng với em ta. Cô bèn lấy dao bén rọc vải thành từng mảnh, bỏ vào cối giả đập cho mềm, bỏ những sợi thô dệt thành tấm vải mới. Vài hôm sau, thầy Tiết Xa tìm ra chỉ và kim, rủ thêm vài thầy và vài chú sa di biết may y đến nhà người chị, bảo: đưa em khúc vải, em muốn may y. Cô lấy khúc vải mịn dài 9 mét đưa cho thầy. Thầy từ chối: vải kia của em là thứ thô xấu, dài 8 mét. Khúc này đẹp là dài 9 mét, không phải của em. Hãy đưa khúc vải hôm trước ấy. Thưa thầy, vải này của thầy đó. Cô kể lại những việc làm của mình và bảo thầy hãy lấy vải. Thầy Tiết Xa đem vải về tỉnh xá và tìm người may y. Chị thầy sửa soạn cơm canh mang đến cho thợ may, và khi tấm y hoàn thành, trông nó rất đẹp. Thầy Tiết Xa rất thích chiếc y mới, thầy định ngày mai sẽ đắp nó. Nhưng hôm ấy thầy bị bội thực và chết, tái sanh làm một con rận trong chiếc y mới của mình. Chị thầy nghe tin nhào lăn dưới chân các tỳ kheo khóc lóc. Các tỳ kheo lo tang ma xong bàn định: không ai hậu cận Tiết Xa khi thầy đau. Đúng vậy, chiếc y này thuộc về tăng chúng, chúng ta hãy chia phần nhau đi. Đúng rồi. Con rận la quảng: các thầy tước đoạt tài sản của tôi. Và nó vừa kêu la vừa bò quanh chiếc y. Đức Thế Tôn ngồi trong hương thất, biết việc xảy ra bèn gọi A Nan: này A Nan, hãy bảo chúng tăng giờ việc chia y 7 ngày. Tôn giả làm theo lời dạy. Cuối ngày thứ 7, con rận chết và tái sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Ngày thứ 8, Đức Phật cho phép chúng tăng chia y. Sau khi chia xong, chư tăng bàn tán: tại sao Đức Thế Tôn ra lệnh để chiếc y của Tiết Xa lại 7 hôm? Đúng rồi, sao 7 hôm đến được? Ngày thứ 8 mới cho phân chia là sao? Kỳ cục quá, không hiểu gì không hết. Hiểu được. Đức Phật đến gần các thầy hỏi: các ông tụ họp ở đây bàn tán việc gì? Và khi các thầy kể lại, ngài nói: Tiết Xa đã tái sanh làm con rận trong y mới của mình. Khi các ông định phân chia y, con rận đã nổi giận, nó sẽ cự lại các ông và sẽ đọa địa ngục. Vì lẽ đó ta bảo để y lại. Hiện nay Tiết Xa đã sanh lên cõi trời Đâu Xuất, ta mới cho phép các ông lấy y đem chia. Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, tham ái thật là một nỗi khổ lớn. Phật xác nhận: tham ái thật là vấn đề lo lắng lớn của chúng sanh trên quả đất. Như rỉ sét phát sanh từ sắc, trở lại ăn mòn sắc. Tham ái phát sanh từ chúng sanh và đưa chúng sanh xuống địa ngục. Phật nói kệ: như sét từ sắc sinh, sắc sinh lại ăn sắc. Cũng vậy, quá lợi dưỡng, tự nghiệp dẫn cõi ác. Không tụng làm nhớp kinh. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở lại Kỳ Viên, liên hệ đến thầy Udayi. Tại Xá Vệ, 50 triệu Phật tử thường cúng dường bữa ăn sáng cho chư tăng, và sau đó họ mang bơ, dầu mè, mật ong, mật mía, hương hoa
và những vật dụng cần dùng đến tịnh xá nghe pháp. Sau khi nghe xong ra về, họ ca tụng đức hạnh của hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thầy U Đà Di nghe thấy thế bèn bảo họ: các ông chỉ nghe hai tôn giả ấy thuyết pháp nên ca tụng như vậy. Tôi chắc chắn rằng nếu các ông nghe tôi nói pháp còn khen đến đâu. Hôm sau, họ thỉnh thầy U Đà Di: thưa tôn giả, hôm nay chúng con đến nghe pháp. Sau khi cúng dường chư tăng xong, xin tôn giả thuyết pháp cho chúng con. Thầy U Đà Di nhận lời và thính chúng kéo đến bên thầy. Thầy ngồi trên một cái ghế, phe phẩy quạt, chẳng biết nói một câu gì, chỉ bảo: ta sẽ đọc một bài chú, hãy để người khác thuyết pháp. Thầy bước xuống, thính chúng mời vị khác giảng dạy và một lần nữa mời thầy lên ghế đọc chú. U Đà Di lại hẹn: ta sẽ đọc chú vào đêm nay, hãy mời các vị khác đọc chú đi. Thính chúng mời vị khác và đêm đến họ trở lại chỗ thầy. Thầy lại hẹn: sáng mai ta sẽ đọc. Sáng hôm sau, thầy cũng chẳng đọc được câu nào. Các thiện tín tức giận ném đất, ném gậy vào thầy, nhiếc rằng: khi chúng ta ca tụng đức hạnh của hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, thầy nói những gì? Bây giờ sao thầy làm thinh thế? Cứ làm thinh hoài là sao? Ừ. Thầy bỏ chạy, họ rượt theo và thầy té xuống một hầm phân. Các thiện tín bàn tán về chuyện xảy ra trong ngày, nói rằng: khi chúng ta ca tụng phẩm hạnh của tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiều Liên đó, ưu già đi sanh tâm đố kỵ. Đúng rồi. Tuyên bố rằng mình cũng là giảng sư. Vậy khi được cung kính mời nói pháp, thầy ấy 4 lần lên pháp tòa mà chẳng nói được một câu. Bị rượt nà với kỵ gọc gói đá thì té xuống hầm phân rồi kìa. Đức Thế Tôn nghe được câu chuyện, ngài bảo các tỳ kheo: đây không phải là lần đầu tiên U Đà Di rơi xuống hầm phân. Đời quá khứ thầy ấy cũng đã làm như thế. Ngài kể chuyện Sataka. Chuyện kể rằng có một con lợn rừng thách đấu với sư tử. Trước ngày ấy nó lăn trong đống phân, khiến cả da lông đều hôi hám, rồi đến nơi hẹn. Sư tử không dám đến gần để cho nó thắng. Sư tử là Xá Lợi Phất, lợn rừng là U Đà Di. Phật nói lại câu kệ giữa hai con thú: tôi là thú, anh cũng thú, hãy đến đây hỡi sư tử. Vì sao anh lại bỏ chạy? Này heo kia, mì hôi hám, lông dày, dơ bẩn, nếu mày muốn đọ sức, ta nhường cho mi thắng cuộc. Sau khi dạy như thế, Phật nói: này các tỳ kheo, U Đà Di chỉ học được một câu kinh nhưng không bao giờ đọc tụng là một lỗi lớn. Ngài nói pháp cú: không tụng là nhớp kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phong vật ơi người canh. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Trúc Lâm, liên quan đến một thanh niên quý tộc. Khi Đức Thế Tôn ở tại Trúc Lâm, có một thanh niên dòng quý tộc kết hôn với một thiếu nữ đồng giai cấp. Sau đó không lâu, người vợ ngoại tình. Xấu hổ vì chuyện này, người thanh niên không dám gặp ai. Đến phiên chàng vào hầu Phật, chàng đến đảnh lễ Thế Tôn, lui ngồi một bên, Phật hỏi: này con, sao lâu nay con vắng mặt? Chàng kể lại chuyện cho Đức Phật nghe. Ngài bảo: ngay trong thời quá khứ, ta đã bảo con rằng
đàn bà thay đổi như dòng sông, và người trí chớ có hơi đâu mà dưỡng họ. Nhân vì luân hồi tái sanh che mờ tâm trí con, con đã quên điều này. Chàng thanh niên yêu cầu Phật kể lại chuyện trước. Ngài nói kệ: như dòng sông, con đường, quán rượu, phòng hội, nhà kho, đàn bà trên thế gian đều như thế, không bao giờ biết được thời tiết của chúng. Ngài dạy tiếp: như thế, dâm ô là quê trượt của đàn bà, bọn sẻn là quê trượt của người bố thí, ác nghiệp là quê trượt của chúng sanh ở đời này và đời sau. Nhưng trong tất cả uế trượt, vô minh là uế trượt nhất. Ngài dạy pháp cú: tà hạnh nhớ đàn bà, sang tham nhớp kẻ thi, ác pháp là vết nhơ, đời này và đời sau. Trong hàng câu uế ấy, vô minh nhờ tối thượng, đoạn nhơ ấy tỳ kheo, thành bậc không uế nhiễm. Lịch sự và thô lỗ. Dễ thay sống không hổ. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Kulasari ở chung với tôn giả Xá Lợi Phất. Một ngày nọ, thầy tỳ kheo đó làm kháng bệnh, thầy nhận được thức ăn bổ dưỡng. Trên đường đi, thầy gặp một tôn giả đang khất thực, bèn mời: tôn giả, tôi có ít thức ăn thượng vị được bệnh nhân cúng dường, không dễ gì có, xin mời tôn giả ăn. Lần khác nếu tôi nhận được, tôi sẽ mang cho tôn giả. Tôn giả kia nghe nói, nhưng cứ đi không trả lời. Các tỳ kheo đem câu chuyện đó bạch Phật. Phật dạy: này các tỳ kheo, người nào không biết xấu hổ, trơ trẽn, bất lịch sự thì sống thoải mái. Người nào thành thực và sợ từng lỗi nhỏ thì sống dè dặt. Ngài nói pháp cú: dễ thay sống không hổ, sống lỗ mãn như quả, sống công kích hoành hoang, sống liều lĩnh nhiễm ô. Khó thay sống xấu hổ, thường thường cầu thanh tịnh, sống vô tư khiêm tốn, trong sạch và sáng suốt. Giới cấm đều khó giữ. Ai ở đời sát sinh? Câu chuyện này xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến 500 tín đồ. Có 500 tín đồ, người này chỉ giữ giới bất sát, người khác chỉ giữ một giới khác. Ngày kia họ bàn tán, người nào cũng cho rằng giới của mình khó giữ, việc của mình khó nhất, và họ đến chỗ Phật kể lại câu chuyện. Phật dạy: không có giới nào là quan trọng ít, giới nào là quan trọng nhiều, tất cả các giới đều khó giữ. Ngài nói kệ: ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho,
qua lại với vợ người. Uống rượu men, rượu nấu, người sống đam mê vậy. Chính ngay tại đời này, tự đào bới gốc mình. Vậy người hãy nên biết, không chế ngữ là ác, chớ để tham phi pháp, làm người đau khổ dài. Do tính tâm, hỷ tâm. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến chú Sajitisa. Chuyện kể rằng Sajitisa có thói quen tìm kiếm lỗi lầm trong phẩm vật cúng dường của các cô độc, của tín nữ Tỳ Xá Khư, ngay cả của 5 triệu thiện tín. Đến cả phẩm vật tối thắng của vua Ba Tư Nặc cũng thấy khuyết điểm. Khi nhận được thức ăn nguội, chú phàn nàn nguội quá. Khi nhận được thức ăn nóng, chú phàn nàn nóng quá. Khi nhận được thức ăn ít, chú cầu nhàu sao ít thế. Và khi nhận nhiều vật thực, chú cũng nói chắc ở nhà họ hết chỗ chứa, hoặc họ chỉ cần cúng cho các thầy để được ủng hộ. Cúng nhiều cơm cháo như thế này thật là lãng phí. Nhưng nếu đề cập đến bà con mình, chú nói ơi, nhà của bà con tôi cung cấp đầy đủ cho các sa môn tứ phương. Tisa chỉ là con một người gác cổng. Khi đi theo những người thợ lên xá vệ, chú xin xuất gia. Các tỳ kheo thấy chú luôn luôn chỉ trích lỗi lầm và việc tốt của người khác, muốn tìm sự thật về chú. Các thầy hỏi thăm chú chỗ ở và sai dài sa di hỏi thăm người làng. Có một sa di tên Tisa, người ở làng này. Ai là thân tộc của chú? Dân làng nghĩ thầm, ở đây không có thanh niên quý tộc nào xuất gia hết, các sa di lại muốn tìm ai chứ? Họ nói, ở đây chúng tôi chỉ nghe có con của người gác cổng đi theo thợ mộc và xuất gia. Chắc đó là người thầy muốn hỏi rồi. Chắc là vậy, chắc là vậy đó. Các sa di về thuật lại với các tỳ kheo rằng Tisa nói khoác. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, đây không phải là lần đầu tiên Tisa hay cằn nhằn và nói khoác. Đời quá khứ chú cũng đã khoe khoang khoác lác như vậy. Phật kể chuyện quá khứ, Jataka Katahaka, ngài dạy tiếp. Này các tỳ kheo, người nào hay than phiền về vật thực cúng dâng ít quá hay nhiều quá, ngon hay dở, hoặc không cúng dường ta mà cúng dường người khác, người ấy không bao giờ chứng quả. Ngài nói pháp cú. Do tính tâm, hỷ tâm, loài người mới bố thí. Ở đây ai bất mãn, người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm định. Ai cắt được, phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người ấy ngày hoặc đêm tất đến được.